Rồi các bạn, thì vậy như là cái video thì trong clip này mình sẽ cho các bạn xem một cái món phụ kiện mà mình nghĩ là trong cái tầm giá dưới 1 triệu rất là đáng để mình quan tâm và cân nhắc ha. Thì trước khi mình nói thì giờ mình sẽ bật cái chống ồn lên cho bạn coi trước. Đây nha, giờ đang rất là ồn cũng như là đang có tiếng nhạc ở trong quán mà. Rồi, xanh lá rất là chống ồn rồi đó. Thì cái món phụ kiện mình muốn trên tay cho bạn coi đó là một cái đế sạc không dây của Quisen. Thì cái đế sạc không dây này á, mình thấy là nó rất là ok trong cái tầm tiền nó mang lại. Giá của nó thì khoảng là 900.000. Thì nó có những cái điểm đặc biệt thì giờ mình sẽ khui luôn ha. Thì cái điểm đầu tiên của cái sản phẩm này á, đó là nó có một cái thiết kế một cái tông màu trắng chủ đạo và nó sẽ hỗ trợ cho bạn sạc được tối đa là 4 thiết bị, trong đó là 3 thiết bị không dây và một thiết bị là có dây. Cái chất liệu vỏ ở ngoài thì nó là chất liệu bằng nhựa ha, nhưng mà mình thấy thì cái mức hoàn thiện của cái đế sạc dây này á, thì nó chỉ một bị vấn đề điểm thôi, là những cái phần mép này nè thì mình rờ á nó hơi bén tay nhẹ xíu nha, không đáng kể, hơi bén tay nhẹ xíu thôi. Còn đây là cái khu vực mà nó sẽ sạc không dây cho iPhone và nó đạt tiêu chuẩn là MagSafe của Apple nha. Còn đây là cái phần đế sạc dành cho Apple Watch và đây sẽ là một cái đế sạc dành cho cái tai nghe AirPods hoặc là những cái điện thoại mà có hỗ trợ sạc không dây chuẩn TWS. Anh làm ở đây đó là ba món, và món thứ tư thì nó sẽ làm phía sau. Thì hãng sẽ cho bạn hai cổng kết nối, một cổng C để mình cấp nguồn cho cái đế này và một cổng A để bạn sạc thêm cho một cái thiết bị nữa ở bên ngoài bằng có dây. Như vậy là bốn thiết bị. Thì ngoài cái việc là nó là một cái đế sạc ra thì một cái điểm mình thấy rất là hay và rất là hấp dẫn đó là hãng sẽ tích hợp luôn cả một cái phần đèn LED như thế này. Như vậy thì nó sẽ biến thành một cái đèn ngủ để bạn thấy là dùng nó ha, mình sẽ mình thắp sáng nhẹ nhẹ trong ban đêm, cũng như là mình định vị được cái đế này khi mình xài trong ban đêm thì nó cũng rất là tiện. Còn đây là bên dưới thì nó sẽ có một cái phần chân đế như này thôi cơ bản ha. Đó là mình trên tay cầm rất là nhẹ ha, và cái mức hoàn thiện nó thì chắc chắn là không có bị ọt mẹp của nhựa, nó chỉ một cái tội là nó không có điều chỉnh được cái hướng thôi. Rồi thì giờ mình sẽ dùng cái sợi cáp để kèm theo cái bộ đế ha. Mình sẽ lấy một cái cục dự phòng cũng là cục dự xe luôn, mình sẽ cấp nguồn cho nó và cắm vào đây. Thì như mình nói đó, phía sau của phần đế thì nó sẽ có một cái cổng C để mình cấp nguồn cho phần đế nè, bạn gắn vào ha, rồi gắn vô. Thì bây giờ là cái cạnh trước của phần đế nó sẽ có một cái đèn báo lên để cho biết là cái tình trạng đã nhận nguồn rồi. À, bây giờ mình sẽ lấy cái chiếc iPhone 13 Pro của mình có MagSafe ha, mình để lên bạn coi thử. Đây như thế này đó, để lên đây thì tức là nó sẽ nhảy cái vòng MagSafe lên. À, và nó đã sạc cho cái điện thoại mình rồi, và khi bạn sạc MagSafe thì nó sẽ nhận tối đa là 15W. Mình sẽ lấy đầu coi ha. Đó, làm lại nè. Rồi, thì mình đánh giá là cái lực hút 500 của cái phần MagSafe này thì cũng khá là chắc chắn. Ngoài ra thì khi bạn xài iPhone mà đang chạy iOS 7 cho lên á, và bạn sạc không dây MagSafe mà khi bạn đặt máy nằm ngang á, thì nó sẽ biến thành một cái dòng diện các bạn xem thời gian thử nha. Đây như thế này. Đó. Đây. Nó sẽ hiện lên là cái đồng hồ và cái lịch. Như vậy là nó sẽ biến thành cái đồng hồ nó thức luôn, cũng là tiện ha. Rồi, còn ở đây thì là cái đế bạn sạc cho Apple Watch, nhưng mà tiếc là mình không có sạc Apple Watch nên mình không có demo cho bạn coi được. Thì ngoài cái chuyện là bạn dùng nó như là một cái đế sạc không dây cho điện thoại nè, cho đồng hồ nè, cho tai nghe, thì bạn có thể dùng nó như là một cái đèn ngủ. Thì mình thấy là hãng sẽ có một cái biểu tượng như một cái đèn ngủ nè, cái đèn đây ha, bạn chạm cảm ứng nha, bạn chạm vô như thế này đó thì nó sẽ lập tức sáng đèn lên. Thì nó sẽ có nhiều cái mức độ sáng khác nhau ha, cho anh là một đó đó, nhưng mà sẽ có ba cái độ sáng nè, đúng nha, một nè, hai nè, ba. Ba là sáng nhất. Thì với cái sáng này thì nó vừa đủ dịu mắt để mà bạn dùng nó vô cái đèn ngủ, hoặc là bạn cần dùng đèn nó để bạn tìm đồ xung quanh thì cũng dễ dàng hơn. Bình thường đó là nó xanh dương chứ không sạc ha, còn khi mà bạn sạc cái đồng hồ cho cái điện thoại hay là bất cứ một cái thiết bị nào thì nó sẽ báo đỏ, thì cái này thì nó sẽ báo xanh, thì nó cũng là một cái điểm để mình biết rất là nhanh. Thì coi như đây là một cái clip mình trên tay nhanh thôi, cho bạn xem một cái đế sạc không dây mà sạc được tối đa là 4 thiết bị ha, và nó lại có thêm một cái tích hợp cái đèn để dùng nói mình cái đèn ngủ, thì mình vị cũng khá là ok. Và trong cái tầm giá của nó là dưới 1 triệu thì mình nghĩ đây là một cái đế rất là đáng để mình quan tâm. Thì bên những ai mà đang xài đồ của Apple, iPhone nè, AirPods nè, hay là Apple Watch đó rất là tiện ha, về cứ việc ghép lên mình xài thôi. Thì có một cái điểm tưởng quý là tổng công suất của cái đế này nó chỉ là 15W, cho nên là nếu bạn mà sạc tối đa mà 3 thiết bị đi, là vừa có điện thoại, vừa có đồng hồ,
và vừa có tai nghe, thì nó sẽ chia dòng điện ra ha. Thì cái điện tối đa của cái phần đế này nhắc lại ha là 3W này. Cái phần sạc không dây này thì nó là 2.5, và cái tổng điện còn lại thì nó sẽ nằm ở cái khu vực sạc không dây cho cái điện thoại. Thì bạn nghĩ sao về cái đế này, thì liệu giá bạn với 1 triệu hay là có muốn hay không, thì bạn thì comment bên dưới phần link của cái sản phẩm, mình sẽ để mô tả để cho bạn kỹ hơn ha. Rồi chào bạn.